Chào bạn, tôi là dược sĩ Nguyễn Hoàng Sơn, giám đốc sản phẩm của Bilora. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về một chủ đề liên quan đến sức khỏe tim mạch, đó là bệnh tăng huyết áp hay cao huyết áp. Trong video này, chúng ta sẽ tập trung vào các nội dung chính như sau. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu huyết áp là gì, làm sao để biết chúng ta bị cao huyết áp hay tăng huyết áp. Thứ hai, nguyên nhân, các yếu tố nguy cơ gây bệnh và tác hại của cao huyết áp. Thứ ba là phân tích các nhóm thuốc Tây điều trị cao huyết áp hiện tại. Sau đó là làm thế nào để có thể điều trị dứt điểm bệnh cao huyết áp. Thứ năm là giới thiệu giải pháp điều trị mới nhất bằng thuốc thảo dược. Cuối cùng là điểm lại các ý chính và nêu quan điểm của cá nhân tôi về bệnh cao huyết áp. Chúng ta cùng xem một clip ngắn để đi vào nội dung chính đầu tiên. Cao huyết áp hay chứng huyết áp cao là tình trạng phổ biến mà tại thành mạch áp lực máu thường quá cao. Động mạch là các mạch vận chuyển máu từ tim để cung cấp oxy và chất dinh dưỡng cho các mô. Trong tim có hai tâm thất, hoạt động nhịp nhàng theo nhịp đập của tim để đẩy máu lên phổi và theo các động mạch đi khắp cơ thể. Khi máu chảy trong lòng mạch, có 3 yếu tố ảnh hưởng đến áp lực máu lên thành mạch. Thứ nhất là lưu lượng tim hay lượng máu mà tâm thất tống ra mỗi phút. Huyết áp tăng khi lưu lượng tim tăng. Yếu tố thứ hai ảnh hưởng tới huyết áp là khối lượng tuần hoàn hay tổng lượng máu trong cơ thể. Huyết áp tăng khi khối lượng tuần hoàn tăng. Yếu tố thứ ba ảnh hưởng đến huyết áp là xích cản thành mạch, là những thứ cản trở sự lưu thông của máu trong động mạch. Có một số yếu tố góp phần vào xích cản thành mạch. Yếu tố thứ nhất là tính đàn hồi của thành động mạch. Động mạch bình thường giãn ra khi tim co bóp để làm giảm áp lực máu lên thành mạch. Một yếu tố khác là đường kính lòng mạch. Cơ thể có khả năng tăng đường kính lòng mạch để giảm huyết áp, hoặc giảm đường kính lòng mạch để tăng huyết áp. Yếu tố thứ ba là độ nhấp của máu hay độ quánh của máu. Trong máu có nhiều thành phần như protein, chất béo làm tăng độ nhấp của máu. Nếu máu đặc hơn, huyết áp sẽ tăng. Khi đó, tim phải co bóp mạnh hơn để đẩy máu đi vào động mạch. Khi tim co bóp, áp lực máu tác động lên thành động mạch được gọi là huyết áp tâm thu. Khi tim nghỉ giữa các lần co bóp, áp lực tác động lên thành mạch được gọi là huyết áp tâm trương. Huyết áp có thể thay đổi suốt cả ngày. Thông thường huyết áp tâm thu thường thấp hơn 120mm thủy ngân và huyết áp tâm trương thường thấp hơn 80mm thủy ngân. Nếu huyết áp tâm thu thường xuyên cao hơn 140mm thủy ngân hoặc huyết áp tâm trương thường xuyên cao hơn 90mm thủy ngân thì bạn đã bị bệnh tăng huyết áp. Vậy là chúng ta đã biết được huyết áp là gì và các yếu tố ảnh hưởng đến huyết áp, bao gồm lượng máu tim bơm ra, thể tích máu lưu thông và sức cản. Theo Tổ chức Y tế Thế giới và khuyến cáo của Hội Tim mạch Việt Nam, khi bị tăng huyết áp, chúng ta sẽ được phân thành 3 giai đoạn, cụ thể như sau. Giai đoạn 1 của tăng huyết áp dao động từ 140 trên 90 mm thủy ngân đến 160 trên 100 mm thủy ngân. Giai đoạn 2 dao động từ 106 trên 100 đến 180 trên 110 mm thủy ngân. Và giai đoạn 3 là trên 180 trên 110 mm thủy ngân. Đối chiếu với mức huyết áp hiện tại của bạn, bạn sẽ biết được mình đang ở giai đoạn nào. Nếu tìm hiểu, chúng ta cũng biết phần lớn bệnh tăng huyết áp ở người trưởng thành, 90% là không rõ nguyên nhân, hay còn gọi là tăng huyết áp nguyên phát. Chỉ có khoảng 10% các trường hợp là có nguyên nhân, hay còn gọi là tăng huyết áp thứ phát. Tăng huyết áp thứ phát liên quan đến một số bệnh lý như bệnh thận cấp hoặc mãn tính, hẹp động mạch thận, bệnh lý tuyến giáp, cận giáp, tuyến yên, hẹp eo động mạch chủ, liên quan đến thuốc như là kháng viêm non-steroid, thuốc tránh thai, corticoid, v.v. Đối với trường hợp không rõ nguyên nhân, chúng ta nên xem xét các yếu tố nguy cơ dễ dẫn đến mắc bệnh tăng huyết áp như thừa cân, béo phì, béo bụng, hút thuốc lá, thuốc lào, uống nhiều rượu bia,
ít hoạt động thể lực, stress và căng thẳng tâm lý, chế độ ăn quá nhiều muối, ít rau quả, v.v. Và đây là những tác hại của tăng huyết áp. Theo thời gian, bệnh cao huyết áp sẽ làm tổn thương thành động mạch. Thành mạch trở nên yếu và có những chỗ phình to gọi là phòng mạch, hoặc thành mạch có thể bị vỡ và chảy máu ra các mô xung quanh. Tổn thương nhỏ ở thành mạch có thể làm những chất trong máu như cholesterol, chất béo và canxi lắng đọng tạo thành mảng. Lượng máu qua mạch giảm khi các mảng này lớn dần. Các tế bào máu có thể dính vào các mảng này và tạo thành khối gọi là cục máu đông, tiếp tục làm giảm hoặc chặn hoàn toàn dòng máu. Tổn thương thành mạch làm huyết áp tăng cao hơn do tim phải đập mạnh hơn. Tổn thương động mạch và giảm cấp máu dẫn tới tình trạng như đột quỵ, đau tim hoặc bệnh thận. Như bạn đã thấy, có 3 cơ quan có nguy cơ bị tổn thương nhiều nhất nếu chúng ta bị tăng huyết áp trong một thời gian dài là não, tim và thận. Hiện tại, Tây y phát triển 4 nhóm thuốc chính để điều trị bệnh tăng huyết áp, bao gồm thuốc lợi tiểu, thuốc chặn kênh canxi, thuốc ức chế men chuyển, thuốc ức chế thụ thể AT1 của angiotensin 2 và các nhóm thuốc hiệu quả khác. Đây là các nhóm thuốc Tây được các bác sĩ tại Việt Nam và trên thế giới sử dụng rất nhiều cho bệnh nhân tăng huyết áp. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên biết qua các tác dụng phụ của một số nhóm thuốc này trong quá trình sử dụng. Đối với thuốc lợi tiểu thiazid, tác dụng phụ thường gặp là giảm kali huyết, giảm natri huyết, gặp ở người lớn tuổi, gây ra những triệu chứng trên hệ thần kinh như nhầm lẫn và hồi phục khi ngưng thuốc. Đối với thuốc chặn kênh canxi, thuốc có tác dụng giãn mạch mạnh, có thể là nguyên nhân của chứng đau đầu, đỏ bừng mặt, đánh trống ngực. Ngoài ra, thuốc còn gây phù chi dưới và việc sử dụng ở phụ nữ mang thai vẫn còn đang tranh cãi. Đối với thuốc ức chế men chuyển, thuốc gây ra ho khan và tác động lên phế quản do tích tụ bradykinin. Phản ứng này hay xảy ra ở 10-12% bệnh nhân và biến mất sau khi ngưng thuốc. Những rối loạn vị giác, nổi mẩn đỏ ở da, rối loạn tiêu hóa có thể xảy ra trong khoảng 4 tuần đầu điều trị. Đối với thuốc đối kháng thụ thể angiotensin 2, tương tự như thuốc ức chế men chuyển, ngoại trừ việc không gây ra ho khan. Quay trở lại, để đưa huyết áp trở về mức bình thường hoặc gần bình thường, tức khoảng 120/80mm thủy ngân, chúng ta cần thực hiện 3 điều quan trọng sau đây. Thứ nhất là thay đổi lối sống và chế độ ăn uống, để độ nhấp của máu luôn nằm trong mức cho phép, giúp dòng máu lưu thông ổn định. Thứ hai là tăng độ dày thành mạch máu, loại bỏ các mảng bám lên thành mạch, giúp dòng máu lưu thông ổn định, thông suốt. Và thứ ba là tăng cường sức khỏe trái tim, giúp tim co bóp ổn định, điều hòa. Khi phối hợp 3 bước như thế, chúng ta hoàn toàn có khả năng điều trị thành công bệnh tăng huyết áp hay cao huyết áp. Ngày hôm nay, tôi muốn giới thiệu cho bạn một giải pháp mới để điều trị bệnh cao huyết áp hay tăng huyết áp. Chúng ta sẽ sử dụng bộ đôi thuốc thảo dược từ thiên nhiên Bilotea là Advanced Cholesterol và Hawthorn Phytosol. Advanced Cholesterol được bào chế bởi các thành phần niacin, citrinol được tạo thành từ hai loại dược liệu là orange và balm và một loại thảo dược khác là rosel. Niacin là một trong số 8 loại vitamin nhóm B, còn được gọi với tên gọi là vitamin B3. Đây là vitamin tan trong nước, do vậy cơ thể không thể dự trữ được. Trên thực tế, niacin có thể làm giảm lượng cholesterol xấu LDL khoảng 5-20% vì có khả năng ngăn chặn sự giãn hóa của apolipoprotein A1, một loại protein giúp tạo ra HDL. Các nghiên cứu đã chứng minh rằng niacin làm tăng lượng cholesterol tốt HDL lên từ 15-35%. Vì thế, đây là một thành phần có lợi cho sức khỏe tim mạch. Có lưu ý nhỏ là có một số trường hợp gặp phải dấu hiệu như đỏ mặt, nổi mẩn đỏ, ngứa. Tuy nhiên, những dấu hiệu này sẽ biến mất trong khoảng 1-2 tuần khi bạn tiếp tục dùng thuốc. Kế đến là thảo dược Rosel, với tên khoa học là Hibiscus sabdariffa. Rosel chứa một loại chất chống oxy hóa rất hiệu quả là flavonoid. Flavonoid giúp ngăn cản các phản ứng oxy hóa, do đó flavonoid có tác dụng bảo vệ cơ thể, ngăn ngừa sơ vữa động mạch, tai biến mạch máu não, lão hóa,
thoái hóa gan, tổn thương do bức xạ. Theo một nghiên cứu của Đại học Tufts, Hoa Kỳ, uống trà hibiscus mỗi ngày giúp hạ huyết áp và tăng cường sức khỏe tim mạch cho người có nguy cơ bị huyết áp cao. Và hoạt chất cuối cùng là citrinone với sự kết hợp của bộ đôi thảo dược orange và balm. Citrinone chứa các flavone polymethoxylat làm giảm apoprotein B, một protein cấu trúc cần thiết cho sự tổng hợp nội bộ của cholesterol LDL. Ngoài ra, citrinone còn chứa các tocotrienone. Tocotrienone cũng được chứng minh làm giảm cholesterol huyết thanh và LDL bằng cách phân hủy enzyme HMG-CoA reductase. Đây là enzyme chịu trách nhiệm sản xuất cholesterol. Chính vì thế, Advanced Cholesterol được dùng để giải quyết vấn đề thứ hai, tăng độ dày thành mạch máu, loại bỏ các nặng bám trên thành mạch, giúp dòng máu lưu thông ổn định, thông suốt cực kỳ tốt. Sản phẩm thứ hai là Hawthorn Phytosome, với thành phần chính là dược liệu Hawthorn, được tạo thành từ hai loại thảo dược, có tên khoa học là Rataegus monogyna và Glycin Max. Chúng ta cùng xem chiết xuất Hawthorn có lợi cho sức khỏe tim mạch của chúng ta như thế nào qua một đoạn video ngắn của bác sĩ James Messino. Hawthorn là một loại thảo dược tuyệt vời cho sức khỏe tim và điều hòa huyết áp. Tôi là bác sĩ James Messino. Chủ đề ngày hôm nay của chúng ta là Hawthorn. Lá và quả của Hawthorn chứa các thành phần dược liệu, và các thành phần dược liệu này là những flavonoid duy nhất, hay còn gọi tên khác là proanthocyanidin. Nhưng những thành phần dược liệu này từ lá và quả của Hawthorn hàng ngàn năm đã được sử dụng để điều trị suy tim xung huyết trước các loại thuốc khác, và cũng có tác dụng hạ huyết áp để giúp kiểm soát cơn đau thắt ngực và các ứng dụng lâm sàng khác. Và vì thế nó được sử dụng trong các nghiên cứu lâm sàng để xem Hawthorn có những lợi ích gì mà chúng ta đã thấy từ rất lâu. Và thực tế, suy tim xung huyết, cao huyết áp và đau thắt ngực thật sự là rất hiệu quả với thảo dược này. Vì thế, Hawthorn đã được chứng minh thành công. Hawthorn làm tăng khả năng của tim để chuyển đổi thức ăn thành năng lượng. Và như bạn biết, khi chúng ta ngày càng lớn tuổi thì tim sẽ ngày càng khó khăn hơn trong chuyển hóa thức ăn thành năng lượng. Và thực tế, tim bơm yếu hơn nên rất dễ dẫn đến suy tim xung huyết khi lớn tuổi. Hawthorn đã được chứng minh giúp tim tạo ra nhiều năng lượng hơn bằng cách tăng AMP vòng. Nhưng cơ tim sẽ khỏe trở lại như lúc bạn còn trẻ, từ đó giúp ngăn chặn suy tim xung huyết. Vì thế, khi tuổi chúng ta ngày càng cao thì chúng ta nên uống một ít Hawthorn như tôi đã nói. Mặt khác, Hawthorn cũng tác động lên các mạch máu ở tim nuôi cơ tim, mà đôi khi bị tắc nghẽn theo thời gian do cholesterol và ngày càng hẹp dần. Hawthorn giúp các thành mạch máu giãn nở. Đây là chức năng nội bào, giúp các mạch máu giãn nở nhiều hơn, cho phép nhiều máu và oxy đến được cơ tim, làm giảm khả năng lên cơn đau tim và hoạt động giống như các loại thuốc chặn kênh canxi, làm giảm huyết áp để giúp giữ huyết áp trong phạm vi lý tưởng mà không có bất cứ tác dụng phụ đáng kể nào. Chính vì thế, Hawthorn Phytosome là thảo dược giúp giải quyết vấn đề thứ ba, tăng cường sức khỏe trái tim, giúp tim co bóp ổn định, điều hòa. Và cuối cùng, sau khi đã đưa về mức huyết áp bình thường và ngưng dùng thuốc thảo dược, thì bạn phải ghi nhớ, lúc này thói quen ăn uống và sinh hoạt sẽ quyết định mức huyết áp của bạn có tăng trở lại hay không. Chúc bạn có một sức khỏe dồi dào. Thân chào và hẹn gặp lại.